Hello, xin chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sang Mai Vlog nha mọi người. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trời Vlog nha. Cả nhà ơi, thì hiện tại giờ hai anh em đang chuẩn bị quay lại căn nhà hoang mà có con gấu mọi người thông tin đúng không mọi người? Thì hôm nay thì anh em mình lại trở lại cái căn nhà hoang này. Thì lần trước thì khi mà anh em vào thì có con gấu nó ở ngay cửa sổ quá cả nhà. Thì nó ló ra cứ lắc qua lắc lại nè thì, mà khi anh em mình vào trong đó, kiếm thì không gặp thì cái lúc mà anh em mình đặt máy đi vào đó mình chui dưới lên mọi người thì mình đó mình hơi tính hồn nên thôi nhưng mà không biết là cái nó lôi cái giò mình đúng không mọi người. Thì khi mà Tú mà bị lôi cái giò Tú leo lên trên, khi mà lên trên á để lấy cam á, lấy cam để xuống quay xuống dưới xem á, thì có con gấu nằm dưới. Nó nằm dưới rồi chứ, lúc đi vô em đâu thấy thì bởi vậy mà thấy dưới đó tối thui à, nó cũng không thấy đường, mình biết đó nó ở sẵn đó hay là sao nữa không biết mà thì, nó thui à, thì cũng không biết như thế nào nhưng mà khi mà lấy cam lại á, quay xuống dưới thì thấy con gấu nằm đó. Thì ok, thì hôm nay anh em mình quyết định là sẽ quay vào cái quay lại căn nhà này vào cái giờ rất là khuya luôn rồi. Thì hôm nay rất là khuya rồi, gần 12 giờ đêm rồi đó. Thì hôm nay thì anh em mình lại đảo lại để xem hôm nay có gặp con gấu đó nữa hay không. Thì cả nhà mình, cái hôm mình về là con gấu nằm dưới đất đó, dưới sàn đó. Dưới sàn. Thì cả nhà hãy cùng anh em mình vào trong căn nhà đó cả nhà. Ok, đi thôi ngay. Ok. Cả nhà. Giờ anh em đi vào trong nha. Thì xin mời quý cô chú anh chị mình theo hai anh em mình nha. Điện hiện bây giờ thì anh em mình khi mà dòm vô trong cái cam á, thì thấy chắc là sáng. Ở ngoài tới thui cũng thấy đường đi. Nó nằm dưới đó tiêu rồi. Ừ, hôm trước nằm dưới đó đó, dưới sàn đó. Nó tiêu không rồi. Thấy cái gấu rồi. Cái đó kìa. Đâu? Đó. Ủa, nó tiêu rồi. Em mới thấy là thò cái đầu đang vô cái miếng cửa đó. Tiêu ta. Ủa, hôm về là mình thấy nó nằm đây nè. Thì bởi vậy dưới đất này nằm dưới sàn này hả? Sao hôm nay nó ở đó ta? Vậy mình đi vòng bên kia, vòng bên kia kìa. Bây giờ anh em mình sẽ đi vòng người Tây rồi. Bây giờ anh em thấy cái đỏ đầu nữa kìa Nguyên. Đúng rồi. Cái nhà thấy không? Bây giờ mình nên vòng ra trước rồi. Ủa đây có con gấu nữa nè. Đây có con gấu nữa nè. Cái gì? Con chim cái nhà. Con chim làm ổ đây này. Nè. Ổ đẻ đây nè. Hai trứng nữa. Hết biết đường đi rồi cả nhà. Gặp con chim. Đâu con... thấy không? Thấy. Hả? Không thấy. Bây giờ trước rồi. Ừ, gì vậy?
Đi đâu sao mới ở đây mà sao giờ dưới sàn ta? Thì nãy hai anh em vừa bước vô thấy ló đầu đây, thấy gì không? Vì sao quấy? Vì sao quấy dưới được? Gấu này thành tinh rồi. Đây đâu có gì đâu. Con chứ sao có con gấu, gấu bự đó đó. Tiếng gì? Đông đi vòng thì bánh đi. Quá trời cái nhà này giác không à mọi người. Hôm trước á, đầu tiên là mình thấy nó nằm trong này nè. Nè thấy thấy gì không? Không thích chưa, bên bên ngồi nè. Dưới này thì đâu có thấy cái gì đâu. Nãy mình thấy nó lú lên ở dưới này mà. Nãy này dưới sàn có cái gì lạ quá.
có mấy cái hình như tròn tròn tròn. Không biết. Đó biết. Ê. Gì trời. Ừ. Cái gì? Không biết gì vớt cái đụng hết hồn luôn rồi. Đi ra đi. Đi ra đi. Thôi đừng uống tòi nó sẽ bị cái xuống rồi kìa. Nào. Cái gì hết vậy? Không thấy, không thấy gì vậy ta? Nguyên cái bịch luôn hả? Có miếng này à? Nó nhiều quá. Thấy cái bịch luôn. Con này cái mít rụng. Mít nó ào rụng gì? Ủa gì? Cái gì làm cái đùng hết hồn. Đây tàn là gì đâu không à. Thôi bây giờ gì đi, vô mình tìm cái góc nào đó mình đặt cam xem lên như thế nào. Chứ bây giờ cứ xuất hiện đi tìm không gặp, tìm không gặp hoài. Sao giờ? Nhà này quá trời chừng gác cả nhà. Nhà bỏ hoang mà không biết sao mà nó nhiều đồ tới chừng này luôn ta. Thôi giờ thì anh em mình sẽ tạm ngưng để tìm góc nào đặt máy cả nhà. Cả nhà thì hai anh em mình quyết định đặt góc này mà hôm nay thì lấy góc nó rộng không mọi người. Thì hôm nay thì nãy anh em mình cũng có chuẩn bị một ít tiền vàng bạc. Nhưng mà do nhà này mục hết rồi cho nên anh em mình cũng không dám đốt nữa cả nhà. Dán rồi lại đồ đạc rồi. Giờ chỉ mình thắp hương với lại xé bánh thôi. Đây được. Đưa anh Mẫn học quẹt. Thôi học quẹt này đi. Đây không có gió đốt quẹt này được. Gấu xuất hiện hai lần nhưng mà nãy giờ thì không thấy nữa. Giờ để cái mít đây luôn rồi.
Ây da. Cái nhà thì bây giờ bên trong này như thế nào mọi người? Thì mọi người thấy được gì nhớ comment cho anh em biết nha. Nãy giờ thì anh em mình ở ngoài cũng không biết ở trong này nó có xảy ra hiện tượng gì hay không thì anh em mình cũng không biết đâu cả nhà. Thì nếu mà cả nhà xem, cả nhà có thấy hiện tượng gì đó thì cả nhà hãy comment ở bên dưới. Và okay, cả nhà giờ mình sẽ tạm đi gắn cái máy quay cái chỗ cúng luôn xem nha. Biết nữa, mình lấy máy à. Mình lấy máy thì thấy nó dưới nó thò không à. Chúng ta để cho Nguyên vào đó và mình xem coi nó làm gì. Mình á, mình đang ngồi đó, mình tự mình gặp nó hết hồn. Thì nó đó, nó kêu rồi. Ở đây, đây, đây. Đang ở dưới. Nhảy đi. Xuống dưới mình xem cái này. Thấy gì chân á? Không có à? Không. Vô để mít tặng thằng quá nhanh. Nãy nó ló lên từ lỗ này cả nhà. Xuống quay đâu thấy cái gì đâu ta? Thấy gì chứ? Trong video lúc đặt máy thì cái nhà thế nào thì không biết nha. Mọi người nhớ comment cho anh em biết nha. Thì ok cả nhà, thì video đến đây chắc anh em mình cũng sẽ kết thúc clip luôn cả nhà. Tại vì thấy ló lên đây thì mình lấy máy mình phóng đây thì mình kiếm thì không thấy được gì chứ. Không phải là có cái lúc ló cái đầu nó mà thuộc nó nhanh quá rồi. Anh tìm tìm thì không thấy. Thì ok. Có clip thì chúng mình phải nha. Mọi người yêu quý nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em nha. Chào cả nhà.